kinh tế năm 2020 đã khép lại cùng rất nhiều thách thức và biến động với nền kinh tế nói chung và với ngành công nghiệp ô tô nói riêng. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập hệ thống Sài Gòn ô tô, với những kết quả đạt được ngày hôm nay, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến quý vị lãnh đạo sáng lập và quý vị lãnh đạo tiền nhiệm đã đặt nền móng đầu tiên trong quá trình hình thành và phát triển của hệ thống Sài Gòn. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho công ty cổ phần dịch vụ Sài Gòn ô tô, một công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn thuộc tổng công ty Bến Thành trách nhiệm hữu hạn. Liên chúc mừng công ty cổ phần dịch vụ Sài Gòn ô tô vừa được đón nhận huân chương lao động hạng nhì của chủ tịch nước. Thực hiện một lời hứa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi bạn cần sự nỗ lực. If I had a girl like Emily. If I had a girl like Emily. I'd smile all the time, I'd be as happy as. Cùng các giải pháp thông minh để vượt qua những khó khăn. If I was the boy to make her laugh. If I was the boy to make her laugh. I'd cherish every moment, Lord, I'd take a photograph. If I was the boy to make her laugh. If I had a girl like Emily. Đặc biệt khi lời hứa đó là mang lại cuộc sống đầy trải nghiệm và hạnh phúc, cũng như luôn ở bên và bảo vệ những người thân yêu. If I had a girl like Emily. Thì từ bỏ chưa bao giờ là điều chúng ta chấp nhận. If I had a girl
What if I had a girl? If I had a girl, I can't believe. Vì những lời hứa, bạn luôn muốn giữ gìn. Ford Everest. Tận hưởng mỗi chuyến đi theo cách riêng của bạn. Giải trí với Simba và Apple CarPlay. Phong cách hơn với nội thất rộng rãi đầy cá tính. Ford Everest. Tận hưởng mỗi hành trình đầy phong cách. Mở cốp sau dễ dàng với cửa hậu đóng mở dành tay thông minh. Và thu hút mọi ánh nhìn với thiết kế thể thao lịch lãm. Nhẹ nhàng lướt qua với hệ thống cân bằng điện tử. Ford Everest. Chào đón tất cả quý vị đang xem livestream tại Saigon Ford. Và tôi là Hạ Vi. Ngày hôm nay rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong livestream lần này. Kính thưa quý vị, sẽ là không nói quá nếu chúng tôi nói với quý vị rằng Ford Everest 2021 là một trong những dòng sản phẩm chúng tôi có bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam, bởi tính năng mạnh mẽ, được tích hợp rất nhiều những tính năng vượt trội. Và bên cạnh đó, ngoài vẻ ngoài mạnh mẽ thì không kém phần sang trọng. Và ngày hôm nay, trong buổi livestream lần này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị về những tính năng vượt trội cũng như New Ford Everest này có điều gì đặc biệt để tất cả chúng ta quyết định xuống tiền trong năm 2021. Và ngày hôm nay, trong buổi tối này, chúng tôi cũng rất là vui khi được gửi đến cho tất cả quý vị và cũng như có thêm một bạn nữa đồng hành cùng với Hạ Vi. Đó chính là bạn Sang, chuyên viên tư vấn bán hàng tại Saigon Ford Cao Thắng. Và bạn đã có 8 năm kinh nghiệm tại Saigon Ford, đã đưa rất nhiều những chiếc xe Ford lăn bánh trên mọi nẻo đường Việt Nam rồi. Thì ngày hôm nay, Sang sẽ chia sẻ với chúng ta thứ nhất là về sản phẩm dòng xe Ford Everest này. Cái thứ hai, đó là những quyết định nào, những lý do nào để tất cả quý vị quyết định xuống tiền mua xe Ford Everest trong năm 2021 Sang nha. Xin mời Sang. Cảm ơn Vi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình là Sang và trong buổi livestream ngày hôm nay, Sang sẽ cùng tất cả mọi người tìm hiểu về 5 tiêu chí để quyết định xuống tiền mua Ford Everest. Ford Everest là một chiếc SUV khung gầm rời, body on frame, cứng cáp và bền bỉ. Xe gầm cao, máy thoáng cho khả năng lội nước lên tới 80 cm. Chiếc Everest của chúng ta được trang bị một bộ mâm lớn 20 inch, lớn nhất trong phân khúc. Tổng thể hài hòa giúp chúng ta có được một chiếc Everest bệ vệ, cứng cáp, đậm chất một chiếc xe cơ bắp của Mỹ, đậm chất một chiếc SUV cỡ lớn. Bên ngoài là một chiếc SUV cỡ lớn, vậy còn bên trong sự rộng rãi, thoải mái như thế nào? Quý vị và các bạn hãy theo chân Sang. Ở hàng ghế đầu tiên, như quý vị thấy được, Everest là một chiếc SUV có mang tới sự cơ bắp, mang tới những hơi thở của đất nước Mỹ với những đường vân, đường cơ bắp dập nổi, giúp chúng ta có một chiếc xe cứng cáp, bệ vệ. Ở hàng ghế đầu tiên thì có phần ghế chỉnh điện, ngồi rất cao và thoáng. Và Sang đánh giá là khi Sang chạy chiếc xe này có tầm quan sát rất tốt, giúp chúng ta đi lại, đi đường trường rất là thoải mái và an toàn. Ở hàng ghế thứ hai thì hãy cùng Sang tìm hiểu về độ rộng rãi và thoải mái như thế nào. Sang ngồi lên thì quý vị và các bạn có thể thấy là Sang còn dư phần đầu gối rất lớn, phần chân xe rất là thoáng. Tuy nhiên Sang chưa trượt hết phần ghế xuống. Nếu như Sang ngồi ở một vị trí thoải mái nhất của chiếc xe thì các bạn có thể thấy phần chân Sang rất là thoải. Sang ngồi rất thoải mái và chân xe cực kỳ thoáng, giúp cho những chuyến đi của chúng ta được thoải mái hơn, không bị ngột ngạt như những chiếc xe cỡ nhỏ. Vậy còn hàng ghế thứ ba, một hàng ghế quan trọng nhất trên một chiếc SUV 7 chỗ. Mời quý vị cùng Sang tìm hiểu.
Ford Everest được đánh giá là có hàng ghế thứ 3 thoải mái nhất trong phân khúc. Như quý vị và các bạn có thể thấy thì Sang đang ngồi rất thoải mái. Nhưng quý vị sẽ thắc mắc là Sang cao bao nhiêu mà ngồi rất rộng như vậy. Thì Sang cao 1m74 và khoảng sáng đầu gối có thể dư tới 15cm. Phần đầu Sang thì thoáng khoảng 5-8cm. Sang ngồi co chân rất là thoải mái, Sang duỗi ra hết này. Và phần ngả lưng rất tốt. Gối tựa đầu, hộc để cốc nước, bệ để tay. Ngồi rất thoải mái và rộng rãi. Everest có một phần nội thất rộng rãi, thoải mái. Và về phía bên ngoài thì chúng ta có một phần gầm cách âm rất tốt, một bộ lốp cực kỳ êm ái nhờ có công nghệ giảm độ ồn. Và chiếc xe Everest của chúng ta có thân vỏ rất chắc chắn. Đặc biệt, phần kính lái là kính cách âm hai lớp, kính acoustic cho chất lượng, cho độ cách âm rất tốt. Ở phần động cơ thì có một hệ thống treo nâng đỡ thủy lực giúp giảm độ ồn, giảm độ rung của phần động cơ vào phần bên trong cabin. Như vậy, tiêu chí đầu tiên để quý vị và các bạn xuống tiền mua Ford Everest đó là SUV 7 chỗ, rộng, êm, thoải mái và đậm chất xe Mỹ. Everest sử dụng một động cơ tăng áp kép cho sức mạnh lên tới là 210 mã lực và lực đẩy lên tới 500 Nm. Hai con số này thể hiện được tốc độ cũng như là sức mạnh vượt trội của Everest so với những đối thủ trong phân khúc. Everest có một hộp số tự động 10 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, thông minh và hiện đại, có khóa vi sai trung tâm. Hệ thống dẫn động này thông minh hơn, hiện đại hơn, công nghệ nhiều hơn, giúp chiếc xe có thể tự động hóa tốt hơn. Tức là khi quý vị và các bạn đi vào những cung đường đặc biệt hoặc là những cung đường khó, sình lầy, trơn trượt hoặc đường trời mưa thì chiếc xe nó sẽ tự động nhận biết để tùy chỉnh, dồn sức mạnh về cầu trước hay cầu sau nhiều hơn, bánh trái hay bánh phải nhiều hơn để giúp chiếc xe mạnh nhất, êm mượt nhất. Vậy nên tiêu chí số 2 để quý vị và các bạn xuống tiền mua Ford Everest đó chính là trang bị mạnh nhất trong phân khúc. Nếu như một chiếc xe 7 chỗ có phần khung gầm thân vỏ hơi yếu ớt thì sẽ làm sao? Đó là khi các bạn đi vào những cung đường đèo dốc, những địa hình gồ ghề hoặc là sập ổ gà, ổ voi thì phần khung gầm thân vỏ sẽ bị giằng xoắn, về lâu về dài ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ của một chiếc xe. Và Ford Everest của chúng ta có một hệ thống khung gầm body on frame rất chắc chắn, phần thân vỏ cũng rất chắc chắn. Ngoài ra thì xe còn được trang bị thêm những thanh thép bô rồng siêu cứng. Một phần là sẽ gia tăng độ bền cho chiếc xe, một phần khác là giúp bảo vệ an toàn tối đa cho người ngồi phía bên trong xe. Everest có một hệ thống treo rất ngon, phía trước là tay đòn kép và phía sau là liên kết Watling nổi tiếng của hãng Ford. Như vậy, tiêu chí thứ 3 để quý vị và các bạn xuống tiền mua Ford Everest đó chính là khung gầm, thân vỏ, cứng cáp và bền bỉ. Ford là một tập đoàn rất lớn và đã từng sở hữu rất nhiều các thương hiệu siêu xe đình đám trên thế giới. Như vậy thì Everest của chúng ta rất may mắn và đã được thừa hưởng rất nhiều các công nghệ hiện đại hàng đầu trên thế giới. Có thể kể tới như là hệ thống kiểm soát địa hình, hệ thống giữ tốc độ và giữ công nghệ giữ tốc độ và công nghệ giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, công nghệ phanh tự động khẩn cấp, công nghệ hỗ trợ độ đèo, công nghệ khởi hành ngang dốc và rất nhiều các công nghệ an toàn hiện đại khác. Everest của chúng ta có một vô lăng trợ lực điện thông minh và hiện đại. Everest của chúng ta có một vô lăng trợ lực điện thông minh và an toàn. Ở giải tốc độ thấp thì chiếc xe Everest đánh lái rất là nhẹ nhàng và êm ái. Còn khi đi tốc độ cao, chiếc xe sẽ ghì lại, tay lái sẽ nặng hơn để giúp chúng ta có cảm giác an toàn hơn và tránh bị lạc lái. Ngoài ra thì vô lăng này còn có tính năng là bù lệch hướng. Tức là khi quý vị và các bạn đi vào những cung đường có độ chênh lệch cao thấp giữa bên trái và bên phải thì xe luôn luôn sẽ có xu hướng là chúi đầu xuống phía thấp hơn. Và khi đó xe sẽ nhận biết và tác động một lực giúp chiếc xe luôn luôn đi thẳng mà chúng ta không cần phải ghì tay lái rất là mệt mỏi. Everest có một hệ thống truyền động rất ngon, một hệ thống treo êm ái, xe cách âm tốt nhất trong phân khúc. Như vậy có thể nói tiêu chí thứ tư để quý vị và các bạn xuống tiền mua Ford Everest đó chính là cảm giác lái sướng nhất trong phân khúc, êm ái, đầm chắc và đầy đủ các công nghệ an toàn hiện đại hàng đầu.
Nãy giờ Sang đã nói rất nhiều các chi tiết, rất nhiều các công nghệ đứng nhất trong phân khúc. Quý vị và các bạn hãy liên hệ Saigon 4 để tự mình trải nghiệm, tự mình cảm nhận rõ nhất. Bởi vì cảm giác lái sướng không chỉ dựa trên những thông số trên giấy tờ hoặc là ngoại hình, nội thất, mà nó còn phụ thuộc rất nhiều vào sự kết hợp trơn tru mượt mà của tất cả các bộ phận trên một chiếc xe. Everest là một chiếc SUV đến từ thương hiệu Ford của Mỹ và được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan cho chất lượng rất tốt. Chiếc xe được tân trang đầy đủ các công nghệ an toàn hiện đại hàng đầu, mang tới một cảm giác lái sướng nhất trong phân khúc và an toàn nhất trong phân khúc. Everest có 3 tùy chọn, 3 phiên bản khác nhau, từ 1 tỷ 1 tới 1 tỷ 399. Và hiện tại đang có những mức khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, nên Sang tin chắc đây sẽ là một thời điểm hợp lý để quý vị và các bạn có thể mua một chiếc xe. Đó là 5 tiêu chí để quý vị và các bạn có thể tự tin quyết định xuống tiền mua Ford Everest và mua xe tại Ford Sài Gòn để nhận được những chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, bạn Hạ Vi sẽ giới thiệu chi tiết chương trình đến cho quý vị và các bạn. Ok, cảm ơn Sang với những chia sẻ rất là thú vị và cũng như là rất thiết thực vừa rồi. Và ngày hôm nay, ngay tại Sài Gòn Ford Cao Thắng của chúng tôi sẽ có rất nhiều những chương trình khuyến mãi, và đặc biệt hơn nữa đó là những giá khủng chưa bao giờ có và cũng chưa bao giờ có những cái combo quà tặng đặc biệt như vậy trong ngày hôm nay. Chính vì vậy mà ngay lúc này đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nhấc máy lên và gọi về hotline của chúng tôi để có thể săn ngay được những siêu phẩm và cũng như là siêu combo này quý vị nhé. Và một trong những siêu combo đó, đầu tiên Hạ Vi xin được gửi đến cho tất cả quý vị, đó chính là tặng một bộ phim cách nhiệt toàn xe, tặng một năm bảo hiểm vật chất và tặng thêm một camera hành trình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tặng một năm bảo dưỡng miễn phí, và đặc biệt hơn, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ một phần thuế trước bạ và tặng thêm cho quý vị gói cứu hộ miễn phí trong vòng 3 năm hoặc 100.000 km, hỗ trợ kích hoạt tính năng ẩn của Everest. Và ngoài ra, tại Sài Gòn Ford có gói độ F150 trên Everest rất độc đáo và hầm hố đẳng cấp. Và ngay lúc này đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng liên hệ chi tiết đến Sài Gòn Ford Cao Thắng cũng như qua số hotline 0902055773. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Và đặc biệt, khi quý khách hàng quyết định chọn mua xe Ford Everest trong tháng 10 năm 2021, chúng ta cũng sẽ có cơ hội tham gia vào chương trình bốc thăm trúng thưởng với phần quà dành cho quý khách hàng, đó chính là máy khử khuẩn. Và đặc biệt hơn nữa, đó là chiếc iPhone 13. Wow, cực kỳ hấp dẫn đúng không ạ? Vậy thì ngay lúc này đây, nếu quý vị còn chần chừ gì nữa, xin vui lòng liên hệ với tư vấn bán hàng của Sài Gòn Ford. Và bên cạnh đó, sự kiện rút thăm trúng thưởng của chúng tôi cũng sẽ được phát trực tiếp trên fanpage Sài Gòn Ford và sẽ được rút thăm vào ngày 5 tháng 11 quý khách nhé. Và với những chương trình khuyến mãi như vừa rồi, chắc hẳn rằng quý khách hàng đang thắc mắc làm sao chúng ta có thể xem xe online trong thời điểm dịch bệnh khó khăn như thế này. Vâng, kính thưa quý vị, ngay lúc này đây tất cả sẽ không còn là vấn đề nữa nếu trên tay của chúng ta đang có một chiếc điện thoại thông minh và chúng ta có thể tham gia showroom online ngay tại lúc này, ngay trên livestream của Sài Gòn Ford. Tất cả chỉ cần một thao tác. Ngay bây giờ đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng trải nghiệm showroom online ngay trên livestream Sài Gòn Ford của chúng tôi. Xin mời tất cả quý vị.
Chúng ta vừa theo dõi showroom online, tất cả mọi thứ đều dễ dàng, không cần đến trực tiếp tại showroom nhưng vẫn có thể gặp được tư vấn bán hàng và vẫn được giải đáp thắc mắc cũng như xem xe trực tuyến bằng chính những chiếc điện thoại thông minh của mình. Vậy thì ngay lúc này đây, làm thế nào để chúng ta có thể lái thử được xe Ford, New Ford Everest này? Thưa quý vị có thể liên hệ về số hotline 0902 055 773 hoặc đến trực tiếp tại showroom của chúng tôi, địa chỉ 61A Cao Thắng, phường 3, quận 3. Quý vị thân mến, như vậy ngày hội bán hàng xe Ford Everest, sự kiện trực tuyến livestream tại fanpage Sài Gòn Ford của chúng tôi đến đây xin được phép kết thúc. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật an lành và hãy luôn nhớ giữ sức khỏe trong mùa dịch bệnh quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và đừng quên ghé lại showroom Sài Gòn Ford Cao Thắng của chúng tôi để có thể trải nghiệm lái thử xe Ford. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.